Vâng, xin chào các bạn nhé. Bữa nay Ba Núi, nhà Ba Núi là có sầu riêng Thái rồi các bạn. Bữa nay Thái rất đẹp luôn rồi. Này các bạn thấy không, cái cổ của nó nứt rồi. Giờ 8 tuổi rồi đấy. Chắc khoảng tuần nữa, hơn tuần nữa là bắt đầu cắt được lâu này rồi nhé các bạn. Các bạn là thấy tuyệt vời thì follow và đăng ký kênh ủng hộ cho Ba Núi nhé. Còn các bạn nào ăn thì follow và nhắn tin đầy đủ thông tin cho Ba Núi á. Xong rồi Ba Núi sẽ lấy thông tin rồi gửi đồ cho mọi người luôn nhé các bạn. Đó, bây giờ chú lại xuống vườn này. đi lượm sầu riêng rụng tiếp này các bạn này. Đó, tí nữa lên là một sọt luôn, một rổ luôn các bạn. Đây, ôi giời ơi, đây các bạn thấy tuyệt vời không này. Đây, nó trái ra nào cho đó là nó cứ treo lủng lẳng luôn này các bạn này. Rất tuyệt vời luôn. Các bạn thấy tuyệt vời thì follow và đăng ký kênh ủng hộ cho Ba Núi nhé. Đây, còn cây này ra những cây này sai dã man luôn. Trái tròn quay luôn này. Đây các bạn. Đây. Các bạn thấy tuyệt vời không? Đây. Bao phê luôn. Bao phê bao sóng luôn. Các bạn thấy tuyệt vời thì follow và đăng ký kênh ủng hộ cho Ba Núi nhé các bạn. Rất là mê luôn này. Đây, trái tròn quay. Mê vãi luôn. Đây.